tôn sùng quá rồi quý vị đưa lên rồi đẩy xuống. Nói chung để cho sư huynh tệ một khoảng không gian để sư huynh tệ tu tập, rồi mình mỗi ngày được theo dõi sư huynh tệ qua màn hình, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, đâu nhất thiết phải cần mà chạy theo rồi mà tôn sùng như vậy. Nó bị mắc kẹt nhiều chỗ lắm. Nói chung là thần tài hay không mình không biết, nhưng mà cái phước đức sư huynh tệ nó lớn cỡ nào anh biết không? Khi mà anh nói xấu sư huynh tệ đúng không, có thể là quán ăn của anh bị phá sản, chỗ anh của anh dẹp tiệm, cơ sở mà ăn của anh á, kinh doanh á, nhưng mà anh mà lên tiếng nói xấu một cái có thể là chỗ đó không ai tới lui luôn. Nên á, quý vị cũng, cái đó là cái phước đức người ta lớn đến cỡ đó đó. Còn hằng tài lợi thì em không thấy, nhưng mà thật sự cái sự ảnh hưởng nó lớn tới mức độ đó. Nên á, là mình thật sự là mình phải cung kính đánh lễ sư huynh tệ, đừng nên nói xấu, vì nó sẽ xảy ra những cái điều không hay gì mình. Tại vì xã hội bây giờ ai cũng hưởng ứng heo hết, tại vì thấy được cái đức hạnh nó quá cao lớn. Mà trong khi đó mà mình phản bác heo có nghĩa giống như là mình đi ngược chiều. Ngược chiều chỉ có nước đừng chết thôi. Có người nói về sư huynh tệ đi như vậy là có giúp ích gì cho chúng sanh, thì theo mọi nghĩ như thế nào? Thì nói chung em không biết, em không rành đâu. Nhưng mà trước mắt mình thấy là rất nhiều cái xấu là được lộ ra nè. Thứ hai nữa là các việc công ăn việc làm của các thợ may nè, xưởng may nè được phát triển nè, các anh YouTuber cũng được cái nguồn thu nhập nữa. Thì nói chung là một số ngành du lịch cũng phát triển nữa. Thì nói chung đó là cái mặt trước mắt. Còn phổ độ chúng sanh hay không thì đó là mình không biết, mình không có thấy. Nhưng sư huynh tệ có đi hay không, hay có xuất hiện hay không, thì quả địa cầu này nó sẽ dẫn như thế, nó sẽ dẫn tham lam và nó sẽ dẫn xấu xa và nó dẫn có sân si và nó chiến tranh nó vẫn xảy ra và những cái tai nạn xã hội vẫn xảy ra. Nên mình nói nếu mà sư huynh tệ đi như vậy phổ độ chúng sanh là mình bị mắc kẹt. Tại vì sư huynh tệ xuống hay là ai xuống thế thì trái đất này nó cũng vẫn như thế. Anh nên nhớ trái đất này vẫn như thế. Tại sao các vị xuống thế? Tại vì con người mình nó bị kêu bằng suy giảm đạo đức. Tai nạn xã hội xảy ra càng nhiều, con cái thì bất hiếu với cha mẹ, con người thì càng mà những thói hư tật xấu rất là nhiều, những cái trò chơi mà cứ khoái lạc rất là nhiều, thì đâm ra các vị xuống thế để mà độ bằng cái cách nào đó chứ không cho mình quay về, chứ không thể nào mà hết được những cái đó. Nói chung là có hay không thì chuyện đó vẫn xảy ra. Hôm nay đi đến đây thì có gặp lại Mụi Dung, thì qua cái câu chuyện vừa qua thì có tất cả cộng đồng thì đang quan tâm tới câu chuyện về cái con đường mà tu hành của Mụi Dung á. Thì mong hôm nay Mụi Dung chia sẻ những cái câu chuyện, những cái pháp. Thì cảm ơn Mụi Dung rất nhiều ha. Thì hôm nay Huynh có cái đề này hỏi Mụi đó là tâm truyền tâm là như thế nào Mụi? Mô Di Đà Phật. Thì trước tiên trả lời câu hỏi của anh thì em cũng xin gửi lời chào đến bà con cô bác trong và ngoài nước cùng anh chị em. Thì cái câu tâm truyền tâm này em cũng chưa được học, mà em nói những gì em nghĩ thôi, tại vì em không có nằm trong sách vở. Thì những gì em nói là cái cảm nghĩ của em, thì có gì mong quý vị bỏ qua cho em. Có nghĩa là những lời em nói với quý vị bữa giờ mà quý vị hiểu được em cũng gọi là một dạng tâm truyền tâm, nhưng mà nó là động qua lời nói. Còn mà một dạng nữa là không dùng lời nói, là qua tư tưởng với nhau. Ví dụ anh có đứa con, anh nuôi con anh khôn lớn, mỗi ngày nó ăn cái gì, nó mặc cái gì, nó làm cái gì anh đều biết hết. Một cái ngày nó không vui, nó buồn, nó phiền gì hết, nó anh cảm nhận được ngày đó con mình như thế nào. Đó là cũng một gọi là tâm truyền tâm, là mình hiểu mà không cần nói nữa là mình hiểu nhau. Ví dụ lời nói của em mà người nào hiểu được em đó, nó gọi là tâm truyền tâm. Mà người nào chưa hiểu được á thì cũng gọi là không nằm ngoài tâm truyền tâm. Ví dụ có một số người họ đi cái khóa thiền định á, họ nói là mở cái tâm ấn hay tâm truyền tâm gì đó, thật sự ra phải cùng tần số với nhau mới mở được, còn không thì không bao giờ mở được. Thì đó là dạng là tư tưởng mình hông nhau, mình hiểu nhau, mình quan sát, mình không cần nói, nó gọi là tâm truyền tâm. Chứ nếu mà quý vị mà không có hiểu nhau mà quý vị cũng không cùng tần số thì 1000 lời nói đều vô ích. Nam mô Di Đà Phật. Thì câu trả lời của em là như vậy. Thì qua cái clip trước thì có rất là nhiều cô chú anh chị thắc mắc cái này là Mụi Dung, thì nói là em cũng cúng lại hàng ngày, mà sau mỗi lần cúng lại như vậy thì trong cái người mình nó tự nhiên nó có những cái hiện tượng giống như là muốn co giật, mà nói chung là rất lạ đó. Thì mong Mụi Dung giải đáp về cho cái chị khán giả đó. Cái đó là em cũng trải qua một cái giai đoạn giống như vậy, không phải là gọi là co giật, mà gọi là cái trong tâm mình có một cái ai đó, một cái người thứ hai đó mà làm cho mình phản kháng lại, không cho mình tu tập. Giống như là
họ muốn gào hét lên, giống như tính đó đọc tính tính câu Nam Mô A Di Đà Bà Dạ vô, tính đó là mình ngừng, mình không đọc được nữa, là một trong trong cái người mình có một cái người thứ hai đó phóng ra, họ muốn chặn đứng con đường tu tập của mình. Đó là những vong linh, những quan gia trái chủ. Là cái đó nếu mà đúng ra là quan gia trái chủ cũng không phải gọi là vong linh nữa, tại vì vong linh á họ nương mình á là họ để tu tập chứ không bao giờ họ phá mình. Họ nương theo mình để nhờ cái âm đức của mình á để họ được nghe kinh và tu tập. Cái đó là những quan gia trái chủ bám theo mình để phá mình trên con đường tu tập. Tại vì nếu mình tu á là mình có cái thần lực họ không có bám được, nên lúc đó họ phải chặn đứng lại để mình đừng tiến đến con đường tu tập, và mình phải đi theo những con đường đau khổ mà họ phải trải qua như hồi xưa họ mới chịu. Thì đó là khi đó chị đó là do bị cái quan gia đeo đeo bám nó là như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. À thì cái này cũng có một cái câu hỏi này là có khán giả rất là quan tâm về Mụ Dung nè, nói như vậy nè, nói Mụ Dung á là đã đạt được cái quả rồi mà tại sao mà còn đi lang thang này kia khắp khắp nơi đình chùa miếu này kia đó, thì Mụ Dung theo Mụ Dung trả lời như thế nào? Cái đó em không có đạt quả gì em cũng không biết đâu, những gì em đi là do em cảm nhận, những gì em nói quý vị là do em từng trải và em được học trong cái tầm thức của em, là em hiểu được, em cảm nhận được, em nói với quý vị. Ví dụ như Bồ Tát có hai dạng, Bồ Tát xuất chúng và Bồ Tát nhập thế và Bồ Tát xuất thế. Vô nhập thế á là mình phải sống chung với chúng để đầu tóc bình thường, mình học xong để mình độ những người mà không phải là mình nói là không phải là hiện hay không hiện, nhưng mà họ còn nhiều cái chướng ngại về cuộc sống, họ bị vướng mắc về ham sân si, họ còn ham chơi này nọ, mình phải nhập thế vô đó để mình đi chung, rồi mình từ từ mình mới độ họ, mình dẫn họ vô con đường tu tập. Chứ bây giờ mà anh cạo tóc không, anh chỉ độ được những người trong cái khuôn viên là biết tu thôi, còn những người không biết tu họ không vô chùa rồi mình làm sao mà mình dẫn dắt được họ. Nên đôi khi quý vị biết không, Bồ Tát là bữa em có nói rồi, mười phương chư Phật xuống thế ẩn trong rất nhiều trong chúng ta, nên không thể nào phân biệt được người nào là thiệt, người nào là giả, người nào là thánh, người nào là phàm. Nên quý vị đừng có lấy cái hình tướng mà đi mà so định hay là mình phân biệt. Nhiều khi có những vị Bồ Tát quá thân rất là đẹp, có những vị Bồ Tát quá thân rất là xấu nữa, nó là như vậy. Nên cái sự mà tu tập mà mỗi người có thể là em nói vụ A La Hán đi, như bữa Bồ Tát em nói họ đắc quả rồi họ không cạo đầu là lý do là sao? Cái hồi xưa Đức Phật nói á, khi mà một người đắc A La Hán bắt buộc phải cạo đầu xuất gia, vì nếu một người đó đã đắc bậc thánh rồi mà mình không cạo đầu xuất gia vô chùa tu tập thì mình khinh chê bậc thánh đó thì tội mình đọa địa ngục. Nếu mà anh xúc phạm người thường thì cái tội anh rất là nhẹ, nhưng mà anh xúc phạm bậc thánh thì có thể anh đọa địa ngục. Nên bắt buộc hồi xưa đó là phải khi mà đắc quả rồi là phải xuất gia. Nhưng ngày nay khi mà đắc quả có thể họ không xuất gia cũng được, tại vì nếu mà mình xuất gia mình chỉ độ trong cái khung khổ đó thôi. Bây giờ là người ta đã nhập thế rồi, ta sống chung với mình luôn vậy nè, nên cuộc sống của mình có thể là tiên thánh thần đó ẩn lộn trong đây mình không biết được. Nên quý vị phải cân nhắc khi mà mình tiếp xúc với mọi người, mình đừng có sanh tâm ngã mạn nghi ngờ hoặc là sanh cái tà kiến vọng tưởng, thì có thể lúc đó là mình đang tu đó, ở trên có thể là tá điển vào người này hoặc tá điển vào người kia để khảo sát mình coi là mình tu được hay chưa. Tại bình thường thấy mình cúng lại rất là ngon lành, nhưng mà tại sao hôm nay lại như vậy? Thì đôi khi họ mượn người đó để khảo mình để thi đậu hay thi rớt. Tại làm gì làm mình phải có hồ sơ để mà người ta mới biết mình đậu rớt. Chứ giờ anh nói anh tu hay nhưng mà đưa người tới khảo anh thì coi anh cái sức chịu đựng anh như thế nào, coi anh có sân si không, coi anh có giận hờn không, thì đó là như vậy. Nên quý vị đừng có chấp nhất qua một người qua hình tướng. Em ví dụ một ngày có thể em làm được 100.000, em ăn được 2 bữa cơm hoặc 3 bữa cơm thì có thể là cái khoản tiêu dùng em 100.000, nhưng mà 100.000 đó là em chỉ sống cho riêng em thôi, em không có học hỏi được gì cả, tại vì em không có thời gian nữa, em quay về cuộc sống gia đình. Nếu mà em đi như vậy á, em học được rất là nhiều, mà em học cái đó xong rồi em chia sẻ cho mọi người, cái phước báo nó lớn hơn 100.000 đó. Nên đôi khi em phải từ bỏ cái hạnh phúc riêng của mình để em đi con đường này. Tại sao á, có người nói là sao mà không làm gì hết, sao quý vị không biết tôi không làm, con mắt tôi đang nheo, cơ thể tôi đang hoạt động, tôi đang hít ra thở vô và hàng tỷ tế bào trong thân xác tôi đang hoạt động, đang sống, thì tại sao nói tôi không làm? Tôi đang làm. Nhưng mà quý vị không thấy các vị mà ẩn tu đó anh, khi mà đắc quả họ ẩn tu đó, đúng rồi, thì khi mà họ ngồi thiền họ tỏ ra một cái từ trường năng lượng, họ có thể độ tất cả các chúng sanh á trong cái cõi vô hình, vũ lực cây cỏ hoặc là những con trùng nè, hoặc là những hú rừng trong đó, để mà họ hiền định, họ tiếp xúc đó, họ độ chúng để mà họ giảng pháp bằng cách đó, chứ không nhất thiết là cạo đầu đó. Em nói không nhất thiết là cạo đầu, không nhất thiết là ở phải ở trong chùa.
có những người họ tu ẩn, họ độ những chúng sanh bằng phương pháp khác, đó là như vậy. Nên quý vị cũng phải nghiên cứu kỹ về chuyện này, tại vì trong kinh sách không có nói, tại vì lý do tại sao? Tại hồi xưa con người ta nó không có trượt, tu đúng là đắt, nên các vị phải nhập thế để lôi mình ra cái trượt đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Mụ Dung ha, thì Mụ Dung nói rất là hay, vì ngày xưa thì cái thanh rất là nhiều, bây giờ là quá trượt rồi. Thì sẵn đây câu hỏi, thì hôm rồi thì có hỏi là có một cái vị khán giả hỏi là chay tăng là như thế nào á, thì hiện nay đó là còn cúng những cái chay tăng, những cái nhà sư còn chứng không sư muội? Cái đó em nói tạm gọi là cái một cái lễ để mình cúng dường chư tăng, là một bữa cơm mình mời chư tăng đến dùng buổi trưa để mình kêu bằng là mình muốn xin một ít phước về mình, để đúng mình rồi, mời những cái vị sư, thỉnh vị sư lại ăn cơm rồi, để mình xin một ít phước. Nhưng mà cái đó là mình nói gọi là có phước cũng được, không có phước cũng được, tại vì mình đã bố thí cho ta một bữa cơm rồi, cái người đó tu đúng tu sai không quan trọng. Nhưng mà không phải như hồi xưa, hồi xưa muốn mời thỉnh được các vị sư tăng hồi xưa nó rất là khó, tại vì các vị cảm nhận được cái bữa cơm nó có nghiệp hay không các vị mới tới. Còn tới bữa cơm hôm nay có thể là nghiệp không nghiệp, có gì là có tiền ra là có thể tới được, nên nó không có ý nghĩa nhiều trong cái việc mà mời cơm. Thì do cái cuộc sống hiện tại á, cái đồng tiền mình nó dính vô cái những cái không hay của xã hội, nên nó cái đồng tiền mình có thể là mời đó, mời thì được đó, nhưng mà có phước hay không lại là một chuyện. Nên nó anh biết cái bị chuyển tế bây giờ đó, anh bỏ ra 100-200 triệu để mà chuyển tế, nhưng mà anh biết có kết quả hay không? Theo như mà bây giờ thì chắc có thể là cũng có, nhưng mà rất là ít thôi, không Mụ Dung? Cái đó là nói chung á, em nói cái này thì hơi phạm, nó là sai phương cách. Tại vì khi mà anh chuyển tế á, cái đó là anh gọi tự là độ âm. Rồi các sư bắt ấn á, để mà phá cửa ngục, để mà rước những vong linh ở dưới lên đó, để mà kêu mà là mình phổ độ cho những cái bữa ăn, cho các vong linh được no, và hiết pháp, một tràng pháp để các vong linh được siêu độ, mà không nhất thiết phải qua cái cõi làm người mà được sanh thiên luôn, là cái thời hồi xưa. Còn thời nay thì cái xã hội nó không được như vậy. Nếu mà muốn mà chuẩn tế cho đúng đó, là phải viết một cái đơn trình tấu trước 7 ngày hoặc 3 ngày để mình được cái đơn xác nhận của Ngọc Hoàng, rồi xong mới hạ chiếu xuống dưới, rồi xong á anh mới được lệnh. Em ví dụ như là cái lễ chuẩn tế đó là anh mở khu vực đó, anh phải viết đơn ở khu vực đó để mà mở khu quanh khu vực đó, là có thể là 1.000 vong linh, 1.000 vị. Mà 1.000 vị đó khi anh lên, anh phải đưa một số tướng lên để mà kêu bằng là bảo vệ, với lại mà kiểm tra dân số đó. Đúng rồi. Để mà nếu lên 1.000 người rồi một lát không ai đưa xuống, rồi ai chịu trách nhiệm cho 1.000 người đó đi đâu? Nó là như vậy. Thật sự lúc đó giờ làm toàn mình cúng là cúng gì biết không? Anh cúng vong linh dắt dơ dắt dưỡng, chứ không phải là cúng chuẩn tế. Cúng chuẩn tế đúng là anh phải viết đơn trình sớ lên Ngọc Hoàng, rồi mới Ngọc Hoàng xác lệnh, rồi xong mình mới đưa xuống dưới, rồi xong là ngày mai có ở tỉnh đó, huyện đó, xã đó có lập cái lễ chuẩn tế, đưa lên bao nhiêu người, 1.000 người thì sẽ trả xuống 1.000 người và cho binh lính đi theo. Chứ thật sự ra là anh có lực gì mà anh phá cửa ngục? Đúng rồi. Nó là như vậy. Thì thật sự ra mình nói cái này thì phạm nhiều lắm, nhưng thật sự ra phải đủ đức đủ oai lực mới mở được cửa ngục, còn không mở được cửa ngục, mà mở trong cái phạm vi thôi, chứ anh mở tràn lan hết rồi lên, rồi ai đưa xuống rồi nó chạy, nó tại vì ở dưới địa ngục anh biết không, họ đau khổ nè, họ uống nước sắc nóng nè, họ bị chặt tay chặt chân, họ chiên vô chảo dầu, họ hót ra được không bao giờ họ quay lại. Nên á, cái này là chỉ là đó, giờ mình chỉ cúng là những vong linh dắt do dắt dưỡng, chứ không phải là cúng chuyển tế. Đó là như vậy, thì đó là cái ý của em, còn cái gì thì mong quý vị quý thầy bỏ qua cho. Có người nói về sư Minh Tệ đi như vậy là có giúp ích gì cho chúng sanh, thì theo mọi nghĩ như thế nào? Thì nói chung em không biết, em không rành đâu, nhưng mà trước mắt mình thấy là rất nhiều cái xấu là được lộ ra nè. Thứ hai nữa là các việc công ăn việc làm của các thợ may nè, xưởng may nè được phát triển nè, các anh youtuber cũng được cái nguồn thu nhập nữa, thì nói chung là một số ngành du lịch cũng phát triển nữa. Thì nói chung đó là cái mặt trước mắt. Còn phổ độ chúng sanh hay không thì đó là mình không biết, mình không có thấy. Nhưng sư Minh Tệ có đi hay không, hay có xuất hiện hay không, thì quả địa cầu này nó sẽ dẫn như thế, nó sẽ dẫn ham lam, và nó sẽ dẫn xấu xa, và nó vẫn có sân si, và nó chiến tranh nó vẫn xảy ra, và những cái tai nạn xã hội vẫn xảy ra. Nên mình nói nếu mà sư Minh Tệ đi như vậy phổ độ chúng sanh là mình bị mắc kẹt. Tại vì sư Minh Tệ xuống hay là ai xuống thế thì trái đất này nó cũng dẫn như thế. Anh nên nhớ trái đất này vẫn như thế. Tại sao các vị xuống thế? Tại vì con người mình nó bị kêu bằng suy giảm đạo đức, tại nạn xã hội xảy ra càng nhiều, con cái thì bất hiếu với cha mẹ,
con người thì càng mà những thói hư tật xấu rất là nhiều, những cái trò chơi mà cứ khoái lạc rất là nhiều, thì đâm ra các vị xuống thế để mà độ bằng cái cách nào đó, chứ không cho mình quay về, chứ không thể nào mà hết được những cái đó. Nói chung là có hay không thì chuyện đó vẫn xảy ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Biết ơn muội. Thì hiện nay á thì ông sư Minh Tuệ ổng đã đến Nha Trang, thì có rất là nhiều người ta đi theo, ta cũng đánh lại ổng. Thì theo như muội, ổng có phải là một cái vị thần tài lộc không muội? Cái đó em không biết được. Nếu mà nói vị thần tài lộc á, ở trong Phật học mình nói là vị thần Sibali, là mang tài lộc đến cho mọi người rất là nhiều. Thì trong Phật giáo mình có câu là kêu rằng là câu chú là hình như là hiện nữ hiện chú hay gì đó, là niệm câu đó sẽ ra sinh tài lộc. Còn mà tài lộc thì chỉ với những người nào mà họ hu vô được thì gọi là mang hàng tài đến cho họ, còn những người họ không hu tài lộc được thì đâu có gọi là mang hàng tài đến cho họ. Nên cái gì mình cũng nói một cái cách phải công bằng hai bên. Với những người kia họ đâu có hu tài lộc gì đâu mà nói hu tài lộc. Thì nói chung á, quý vị đừng có tôn sùng quá, rồi quý vị đưa lên rồi đẩy xuống. Nói chung để cho sư Minh Tuệ một khoảng không gian để sư Minh Tuệ tu tập, rồi mình mỗi ngày được theo dõi sư Minh Tuệ qua màn hình, như vậy là hạnh phúc lắm rồi, đâu nhất thiết phải cần mà chạy theo rồi mà tôn sùng như vậy. Nó bị mắc kẹt nhiều chỗ lắm. Nói chung là thần tài hay không mình không biết, nhưng mà cái phước đức sư Minh Tuệ nó lớn cỡ nào anh biết không? Khi mà anh nói xấu sư Minh Tuệ đúng không, có thể là quán ăn của anh bị phá sản, chỗ ăn của anh dẹp tiệm, cơ sở mà ăn của anh á, kinh doanh á, nhưng mà anh mà lên tiếng nói xấu một cái có thể là chỗ đó không ai tới lui luôn. Nên á, quý vị cũng, cái đó là cái phước đức người ta lớn đến cỡ đó đó. Còn hằng tài lợi thì em không thấy, nhưng đúng mà rồi. Thật sự cái sự ảnh hưởng nó lớn tới mức độ đó. Nên á, là mình thật sự là mình phải cung kính đánh lễ sư Minh Tuệ, đừng nên nói xấu, vì nó sẽ xảy ra những cái điều không hay gì mình. Tại vì xã hội bây giờ ai cũng hưởng ứng heo hết, tại vì thấy được cái đức hạnh nó quá cao lớn. Mà trong khi đó mà mình phản bác heo có nghĩa giống như là mình đi ngược chiều. Mà ngược chiều chỉ có nước mình chết thôi. Đó là như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hiện nay á, là có rất là nhiều chùa chiền, nhưng mà hiện nay là đang vắng, thì có thể là mình làm cách nào để cho chùa chiền được đông khách lại không mọi? Nói chung anh có về miền Tây, anh thấy đất nước tỉnh ở An Giang mình rồi đó. Tại sao mà chùa chiền An Giang mọi người thích đi, chỉ cần đổ 50.000 đầy bình xăng là đi tới nơi tới chỗ, đồ ăn thức uống nè lúc nào cũng có sẵn hết, ngồi tại chỗ người ta bưng tới chỗ luôn, ta rửa chén cho mình hết, mình không cần phải làm gì cả, mình chỉ việc đến đó là mình hấp nhang và mình lại là mình đã được chứng rồi. Thì như vậy là sao? Vì đất An Giang rất trọng người biết tu, nên ai đi đến đâu đều được ăn uống no say. Còn cái tiền đó để mình xây chùa to chùa bự nó vô nghĩa, thật sự nó vô nghĩa. Nếu mà lấy đồng tiền đó làm một cái cơ sở ra anh, mà ai đói có thể vô lúc nào cũng có cơm ăn á. Nhưng mà nói là cơm từ thiện lúc nào cũng có 24/24 đi, người nào đói bán giấy số là những người học sinh sinh viên đó, họ khổ đó, không có tiền đó, vô chùa có cơm lúc nào cũng có sẵn hết, thì nó là lúc đó là chùa chiền sẽ đông trở lại, là người ta thấy được cái sự kêu bằng cái gì, cái sự tình thương có trong chùa. Chứ mình đi vô chùa mà mình từ thiện mình cho đi, mình ăn cơm mình bước ra phải ngoài tốn tiền, tốn thêm tiền giữ xe nữa là mắc kẹt nữa chỗ đó nữa. Nó là như vậy. Mà cái đó đâu phải chùa, anh biết đó là cái gì không? Cung điện rồi. Cái là xây những cái cung điện chứ không phải là chùa. Chùa là phải đơn sơ mới gọi là chùa. Cái đó là những cung điện. Mà cung điện thì chỉ để ngắm nhìn thôi chứ không thể nào mình chạm tay tới được. Thì quý vị muốn chùa chiền mà đông khách lại thì quý vị cứ sống như vậy đi. Đến mỗi ngày mà kêu mình nói là cơm nước đó, tổ chức cho mọi người ăn y gan như miền Tây mình, là lúc nào chùa lúc nào cũng đông hết. Thì không có người mà phản kháng, hoặc là những người ta phản bác cái con đường tu của mình, lúc nào cũng người ta ủng hộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì rất là cảm ơn muội chia sẻ cái rất hay. Thì hiện nay là cũng sắp gần tháng 7, thì có một cái vị khán giả hỏi như thế này nè muội. Thì nói chị Dung ơi, mà bây giờ em có thai mà em lỡ phá thai rồi thì phải làm cách nào để mong chị giúp đỡ chị giải đáp? Nói chung cái tội phá thai này hồi xưa là không có, là do hồi xưa là mình không có biện pháp ngăn ngừa. Nhưng sau này thì nó có nên đâm ra mình can thiệp vô, mình nói là phá thai. Thì do cái nghiệp duyên mỗi người lỡ rồi thì thôi, nhưng mà mình phải biết sám hối ha. Sám hối rồi mình theo cái kiểu của em nha, chứ là em không có theo ai hết. Là gì? Mình phải mua cho em nó một ít bộ lồ và cúng cho em nó, rồi mình gửi vô chùa, gửi các sư cô. Nếu mà không được thì mình nguyện không trong củ quyền của mình. Tại vì chùa hôm bữa em có nói rồi, các em nhỏ quá có thể vô trong đó bị đánh mà đi về nhà không có ở tu tập được, không quay về mẹ mình nữa. Mà anh biết trong tất cả các loại bệnh á, anh biết trẻ em là khó làm nhất. Tại vì á, trẻ em rất là thương mẹ, mến mẹ,
mình không thể nào cắt được tình mẫu tử, dù mình có gửi đi tu rồi 1-2 tháng sau nó cũng quay về. Và cái đó là nhân quả của họ, nên mình làm gì làm cái gì mà bệnh mà về mà trẻ em đó, cái vong linh đó là rất khó làm. Thấy nó dễ như vậy, trẻ em rất dễ bóc đi và hốt gì mà nó cũng rất là dễ gì. Nếu mà mình dùng cái lực của mình đánh trẻ em đó, mà mình dùng cái quy lực của mình á, mình đánh nó để mà nó đi tu á, thì không có hay. Cái đó lâm ra là mình dùng cái quy lực của mình, nhưng mà sớm muộn gì nó cũng quay về nó báo hù mình, tại vì mình can vô cái nhân quả của họ. Còn nếu mà phá thai rồi á, chị làm ơn mua giùm em 2 bộ đồ. Nếu mà chị không biết nam hay nữ thì chị nguyện chị xin keo. Chị xin keo là cái này là nam hay nữ, chị xin cái quẻ keo mà úp mặt ngửa đó. Nếu mà bé trai như thế này mà bé gái thì như thế này. Còn nếu bé trai thì 2 cái mặt ngửa, hay bé gái là 2 cái mặt úp ngửa gì đó, thì tùy theo lúc mà mình nguyện thấy anh. Rồi thêm nữa là mình cúng mâm cơm trên củ quyền và cúng một cái mâm cơm riêng cho em nó. Thì con hồi xưa có lỡ phá một đứa con, cho con xin tên con của con là gì, cho xin con của con sáp nhập vào củ quyền. Rồi mẹ có nấu mâm cơm cúng cho con rồi gửi bé đó. Rồi xong mỗi ngày anh tụng kinh, anh hồi hướng cho bé, mong á, các chư vị Long Hằng Hậu Pháp tiếp dẫn theo vong linh của con được giảng sanh về cõi lành. Đó, thì từ từ cái xác nó nhẹ, nếu không có về cõi lành thì nó cũng xác nhập vô ông bà của quyền thất tổ của mình. Thì đó là như vậy. Tại vì em bé mình không thể nào chia cắt được tình mẫu tử, mình có gửi đi nó muốn về là nó về, còn bé nào muốn học nữa thì nó học. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Mộ Dung ơi, thì cũng là gần tháng 7 thì vì sao mà người ta hay là mở kho lương phát gạo rồi thảy tiền cho những cái người đó kêu là cô hồn vật đó, thì theo mụi là suy nghĩ như vậy là có đúng không Mộ Dung? Mình không có nói đúng sai, đó là cái quan điểm của người ta ăn. Nhưng mà cái tháng 7 là theo kỷ niệm hồi xưa là ngày Một Quyền Liên đó. Là lúc đó Phật Thích Ca là nói cho Phật, ngày Một Quyền Liên nói là để mà muốn xóa tội mẹ của con là phải làm chay đàn nè, cúng chay đàn, lập đàn chứng tế, cúng dường chư tăng, bố thí đó. Thì đó là theo cái kỷ niệm quan niệm lúc mà hồi xưa, đó là một kỷ niệm dấu ấn để mà báo hiếu ơn cha mẹ, báo ơn người đã sống và báo ơn người đã khuất. Thì đó là những cái mà cái kỷ niệm của ngày rằm tháng 7 thôi, chứ mình không nói đúng sai, đó là quan niệm của mọi người. Cái đó là cũng cái tháng mà đại ăn xá là các vị nghe nói ở cửa ngục được lên, được đi du hành 1 tháng rồi xuống. Thì đó là cái kỷ niệm để tưởng nhớ những người đã khuất. Và trong 1 năm đó các vị bị chịu phạt là được xóa tội trong tháng đó, được giảm tội, giảm từ tội nặng thành nhẹ, từ nhẹ hành hết tội. Thì đó 1 tháng đó để đi du hành. Thì đó là cái phong tục tập quán của mỗi người. Đó, mình không nói đúng sai đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Mộ Dung cho một cái khán giả hỏi là về cái xá lợi tử Mộ Dung. Thì có nhầm người á, vị sư á, người ta tu đã đắc đạo á, thì khi mà mất đi á, thì người ta thiêu á, là có những cái hạt nhỏ giống như là kêu là hạt ngọc xá lợi á. Còn có nhầm người á, thiêu thì không có. Thì nếu mà thiêu không có phải là không có đắc không một? Dạ, thì nói chung em trả lời theo cái ý của em đi. Thì nói chung á, xá lợi á, nó có 2 dạng, xá lợi toàn phần và xá lợi từng phần. Xá lợi từng phần là từ hạt viên nhỏ nhỏ nhỏ, còn xá lợi toàn phần là cả kim thân của mình. Khi mình xuất ra, mình hiện định, mình xuất hồn, mình đi, mình mất rồi đó, là còn nguyên thân xác cứng vậy nè, nguyên kim thân mình luôn. Chẳng hạn là ngày lục tổ Huệ Năng và miền Bắc là có 2 người đó, có 2 người là để lại toàn thân luôn, kim thân là xá lợi toàn phần, còn từ viên là xá lợi từng phần. Nó có 2 dạng. Thì có kinh cũng có để lại nói có xá lợi chưa chắc là đắc quả, và không có xá lợi cũng chưa chắc là không đắc quả. Thì lý do tại sao khi mà anh hiểu được kinh tạng, anh mới thấm nhập được hết những cái ý tổ. Thật sự ra một người mà đắc đạo đó, anh biết không, họ muốn bước ra độ lắm á, nhưng mà tại sao họ ẩn cho anh biết không? Vì cái căn cơ mỗi người khác nhau, nói ra rồi á, anh nếu mà anh tu được thì không nói đi, anh không tu anh khinh khi ngược lại nữa, rồi mình mang tội. Mà người ta đã đắc quả mà mình khinh khi người ta, có thể là mình đọa địa ngục. Nên các vị nói cái lời nói ra, có thể là em ngồi đây cũng có thể là một cái giảng đường, cũng có thể là pháp trường đưa em xuống. Thì các vị rất là sợ nên các vị ẩn tu luôn. Nên các vị âm thầm chọn một góc là ngồi thiền và quá độ những cái vong linh đó, hoặc là những cái con vật, những cái cây cối, rừng cây, nó là như vậy. Nên á, các vị có thể là quỷ luôn xá lợi của mình, không để ngoài cho mọi người biết là họ đã đắc đạo luôn. Họ sống một độc cư như vậy, gọi là độc giác Phật. Còn những vị mà có xá lợi cũng chưa chắc là đắc quả, chỉ là đắc quả thánh thôi, chưa chắc đắc quả Phật. Nó là cái gì? Đó là cái gì? Tu tiên vẫn có để xá lợi, gọi là tinh khí thần mình để lại, nó từng duyên như vậy nè. Nhưng mà xá lợi ngày nay anh biết vụ gì không? Nó kinh doanh, nó bán một viên như vậy là mấy chục triệu hay gì đó. Nhưng mà thật sự ra đó, có những xá lợi giả nữa. Người ta vì biết cái nhu cầu của mình á, người ta tạo ra xá lợi giả nữa. Nhưng mà xá lợi mà đúng đó nha,
anh Thỉnh đem về nhà mà anh thờ á, anh tụng kinh đàng hoàng đó. Có thể anh Thỉnh lúc đó là ba viên, anh tụng kinh mà anh tu hành tinh tấn á, có nghĩa là kim hân các linh hồn của ngài đó, tại vì chiếc hân của các vị đó có, thì nó sẽ nở ra, có thể là ba viên, sau này là năm viên, sáu viên, mười. Xá lợi nó cũng là một cái phần trái, tại vì khi mà quý vị không tu tập có thể biến mất luôn á, nó là như vậy. Nên khi mà mình thỉnh nó về, mình phải tu tập cho tinh tấn, mình thỉnh cái mà chiếc hân của các vị về, thì nếu mà quý vị không tu tập tinh tấn nó sẽ biến mất, và nếu mà quý vị tu tập tinh tấn nó sẽ nở ra thêm, nó là như vậy. Mà tại sao có mà nở hoài người ta không biết, đó là lý do tại sao bây giờ nó cứ có nhiều như vậy á, tại vì nó nở. Là mà em cũng có chứng kiến, có biết bạn em là có hỉnh mấy viên về, càng ngày tu thì cũng có nở, nó là như vậy. Nam mô Di Đà Phật. À thì hiện nay á, là cái xá lợi á, thì có nhầm người ta thỉnh về, yeah. Nhưng mà ví dụ như người ta không có tu mà người ta đeo vô trước ngực như vậy là có bị ảnh hưởng gì không mọi? Không đâu có gì đâu anh. Thì giống như là mình có một viên ngọc mình đeo trước cổ, đúng không? Đúng. Thì nếu mà viên ngọc đó thì có giá trị thì bị người ta cướp lấy, còn không có thì thôi nó biến mất. Người nào biết trân trọng món đó thì sẽ gìn mòm lấy từng ngày từng giờ, không muốn lấy viên ngọc đó, còn không thì thôi thì nó biến mất vậy thôi. Đó là như vậy. Đó là tại vì người ta tôn trọng người ta mới đeo, chứ người ta không tôn trọng người ta đeo làm gì. Đó là như vậy, chứ không có ý nghĩa ảnh hưởng gì hết. Tại vì anh biết không, nếu mà anh trân quý thì nó còn mãi, nếu mà anh không trân quý nó sẽ biến mất, tại vì các vị cũng không có muốn ngự nữa đâu. Nên nó biến mất bằng cách nào, có thể anh bỏ quên đâu đó, anh để đây nè, một lát anh quay lại sao nó biến mất tiêu, anh không nhớ để nó chỗ nào, là biến mất bằng cách đó đó. Nam mô Di Đà Phật. Thì cảm ơn Ngụy Dung đã gieo duyên cái câu chuyện như thế. Thì cũng có một cái khán giả là cũng thắc mắc hỏi Mụ Dung vậy nè. Mụ Dung ơi, mà vì sao mà Mụ Dung trẻ mà còn nhỏ tuổi mà thông hiểu cái đạo pháp, thì mong Mụ Dung giải cái thắc mắc này cho mọi người nghe. Cái câu nói này thì em nói theo cái sự hiểu biết cạn cợt của em thôi. Tại vì con người mình theo như anh biết đó, là có mặt trên thế giới này nè, không phải 1-2 năm mà cả trăm ngàn triệu năm rồi. Thì có thể là chủng tử của em biết tu nhiều đời nhiều kiếp, nên kiếp này em biết nó sớm thôi, chứ không phải là biết nhiều nữa. Biết nó sớm hơn mọi người một chút. Những cái gì mình biết nó cho là kêu là mình chia sẻ, những cái người chưa biết thì nó hơi góc độ nó khác. Chứ thật sự nếu mà nói bao trùm muôn khóc thì là không phải. Tại vì chỉ có Phật mới toàn năng toàn giác. Khi mà em nói chuyện mà mọi người đều hiểu em á, thì sẽ không có sự tranh cãi. Đúng. Còn những người mà chưa hiểu em thì sẽ tranh cãi. Nên á, khi nào mình làm Đức Phật đi thì nó có sự không tranh cãi. Còn mình còn là phàm phu thì lúc nào cũng còn tranh cãi hết. Nên á, em nói là chủng tử nhiều đời nhiều kiếp, và cái đất này đã tồn tại cả 4 triệu năm rồi, thì có nghĩa mình đã lăn lên lộn xuống rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nên nhiều khi em đã có tu rồi, cái kiếp này em không học nhiều, nhưng mà em biết những cái biết đó, nhưng mà nó còn hô cợt đó, nó chưa nằm trong kinh sách nhiều. Đúng thì Nam mô Di Đà Phật. Thì cái đó em chia sẻ là như vậy. Đúng rồi. Thì cái này thì mình cũng không có biết nói như thế nào, nhưng mà cũng có một cái vị khán giả thì người ta nói là cũng có rất là nhiều người coi trên cái kênh của anh. Dạ. Thì người ta nói là em có phải là quá thân của mẹ Quan Âm không? Thì theo em trả lời cho cô bác anh chị đây nghe để hiểu về cái con đường đạo á, cái này là mình không có cố tình là nói để gài em là nói này kia đó. Thì hôm bữa em có nói mà. Ừ. Có nghĩa là anh hay là anh vui vẻ. Ừ. Anh là vui vẻ, tướng anh to tròn dễ thương. Ừ. An lạc là anh biết con của Di Lặc, đúng không? Ừ, đúng. Cái cô này từ bi dễ thương, hòa đồng với mọi người, là cô này con của Quan Âm đó. Thì cô này có thể là con của Quan Âm, cũng có thể là con của mẹ Như Trì, tại vì con của trời đất đưa xuống hết mà. Nhưng mà nhìn mỗi người là mình biết mỗi hạnh khác nhau. Cái người này khổ hạnh, à cái này là bên giống như là ngày Ma Ha Ca Diếp đó. Nên là mỗi người đều con của trời đất hết, tức là như vậy. Nhưng mà mỗi người chọn một cái hạnh riêng để xuống trần đó. Thấy người ta kêu bằng cái gì khổ hạnh thì mình biết là góc độ bên đó. Thấy người ta an lạc là biết bên góc độ bên đó xuống. Thấy người ta từ bi là biết góc độ bên đó xuống. Nó là như vậy. Nam mô Di Đà Phật. Câu đó nói như vậy nè, ba em bị tâm thần thì đưa vô bệnh viện tâm thần, thì nó khám ra thì không có bệnh. Nhưng mà khi chị chú dược sư, nhà chị chú dược sư với phóng sanh với lại bố thí á, thì một thời gian sau rước ba gì thì ba đã hết bệnh. Bây giờ vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Thì quý vị ơi, Phật pháp trên đời là có thiệt, nên quý vị á cũng đừng có mà phân biệt pháp môn này pháp môn kia. Tất cả các pháp môn chỉ để hướng đến con đường tu tập và sống thiện sống lành thôi. Thì mọi người ai hợp duyên nào ở căn cơ quốc độ nào thì mình chọn quốc độ đó. Thì mình đừng có xen tạp làm cho người khác bị phiền não thì đâm ra mình mang tội đó. Nói chung là cái pháp môn nào mình tu cũng đắc được hết. Thì nói chung là hãy tu đi, là Phật pháp có thiệt đó, nhiệm màu lắm. Quý vị hãy cảm nhận nó bằng chính bản thân mình. Nam mô Di Đà Phật. Ta sinh ra trong cõi này nè, không phải một lần mà chúng ta được làm người. Có khi chúng ta làm thú nữa, có khi chúng ta đọa địa ngục nữa. Nên lúc nào chúng ta biết làm người hãy trân trọng những giây phút đó.
mình còn biết đau, mình còn biết buồn, mình còn biết khổ, là mình còn sống trên đời này. Chứ là mà không biết đau, không biết khổ là chúng ta đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Nên mọi người hãy biết tu tập nhanh nhất có thể. Tại bây giờ, hồi buổi bây giờ nó rất là cận rồi. Có thể ngủ một đêm mất, ngủ một đêm thức dậy là chúng ta đã mất rồi, không còn nữa. Nên hãy biết trân trọng từng giờ, từng khắc chúng ta. Khổ là chúng ta còn được cảm nhận nỗi đau đó. Sợ mai chúng ta không còn cảm nhận nỗi đau đó là chúng ta lìa đời rồi. Nên á, quý vị phải biết tu tập. Tại vì á, con người mình đó, phóng tâm một chút là ma, mà phóng tâm chút xíu đã là Phật rồi. Nên á, ngộ hay không là do quý vị, chứ không ai mà đưa cái kiến thức vô mà để cho quý vị giác ngộ được á. Nên quý vị phải tự quán xét cái việc làm mỗi ngày của quý vị là thiện hay ác, để mà lỡ mai mà một ngày vô thường đến với mắt xuôi tay, chúng ta cũng có được cái duyên lành với Phật Pháp để mà giữ chủng tử đó, được làm người để mà tu tập tiếp tục. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cho huynh hỏi ha, thì năm nay á, là năm thìn, thì thường là đi đâu với Bảo Lục. Dạ. Mà năm nay thì thấy rất là nhiều hiện tượng là giống như quả quạng này kia đó, thì mùi giải thích năm nay mùi dung. Nói chung rồng thì không phải nhất thiết phải phun ra nước mà phải phun ra lửa nữa, có hai tính năng đó là như vậy. Thì nói chung anh có nghe chữ đại hồng thủy không anh? Thì chữ đại hồng thủy không có, người ta hiểu đó, người ta hiểu nhầm đó. Đại hồng thủy là sống trong biển lửa, biển lửa là nước, biển là dâng trào đó. Không phải, có thể là em nói ví dụ trái đất của mình bây giờ là đã 30-40 độ C rồi, với những vùng mà nó nắng nó khô hạn nó sa mạc có thể lên 50-60 độ C, đó phải gọi là biển lửa không, chứ không nhất thiết phải là nước lũ dâng lên. Thì ở trên á là biển lửa là do nhiệt độ của trái đất, do con người mình tàn phá thiên nhiên môi trường nó lên là 50-60 độ C, và con người mình sẽ bị sự hủy hoại sự sống. Ở dưới thì những cái ngày mà những cái ngày không nóng đó thì chuẩn bị tới những ngày bão, thì con người mình ở trên thì bị lửa, ở dưới thì bị nước, thì không ngày nào chúng ta được yên hết á. Vừa mới quay qua hết nạn trái thì chuẩn bị tới lửa, nước lụt lên. Thì nó đại hồng thủy là như vậy, là vừa biển nước mà vừa biển lửa luôn, đó là như vậy. Thì con người mình lên cũng không được mà xuống cũng không được, phải đứng một chỗ chịu trận, đó là như vậy. Nên con người ta phải biết tu tập và biết hạn chế những phá hoại nguồn tài nguyên thiên nhiên của môi trường, đó là như vậy. Thì mỗi ngày mà mình phá hoại như vậy á thì sẽ làm cho trái đất nóng dần lên. Thứ nhất là chặt rừng nè đó, rồi những cái mà khí thải công nghiệp nè, những cái khói bụi của xe máy nữa. Nên chỗ nào mà càng phát triển thì chỗ đó càng bị nhiệt độ nó tăng lên càng nhanh. Bây giờ là anh biết điện năng lượng mặt trời cũng vậy nữa, nên người ta cũng làm cho những chỗ đó nó cũng làm cho nó nóng lên nữa. Thì bởi vì cái không nhất thiết rồng là phải phun nước mà phải phun lửa cũng được nữa. Nên nó bây giờ sau này không nói phun nước phun lửa mà phun cả hai luôn. Nó là như vậy. Thì đó là cái câu trả lời của em. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì những cái nhà sư mà hiện nay là đi khắc thực, cầm một cái bát mà đi theo cái khắc là theo cái hạnh Đầu Đà đó. Yeah. Thì từ khi mà sư Minh Tại đi như vậy, theo mụi nghĩ là những cái người kia người ta đi như vậy là trong lòng dân mình bây giờ đó là có còn tin về cái những cái người sư khác nữa không mụi? Không anh, cái đó là có cái quá khứ kêu bằng gì, cái truyền thống đó rồi. À. Anh thấy những người thầy tu Khmer đó thì họ cũng làm phương thức đó bao nhiêu năm nay mà đâu nhất thiết đâu. Thì cái đó là sau này là các vị tu bên Bắc Tông đó, họ mới bắt đầu là Bắc Tông hay Nam Tông em không nhớ rõ, là bắt đầu mới trở lại đi khắc thực. Đúng rồi. Chứ thật sự là cái vụ mà khắc thực này nè, cái chuyện này nè, thì nó đã lâu đời lâu kiếp từ bên các thầy bên Khmer rồi, hoặc bên Thái Lan, Myanmar đó, các vị tu Tiểu Thừa đó, thì vẫn đang làm chuyện đó mỗi ngày mà. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam mình nó rúng động là vậy? Đó là do các vị tu không còn đi thực khắc nữa mà ở lại một chỗ mà xây chùa chiền lớn quá, thì đâm ra nó mới có sự rung động vậy thôi. Chứ nếu mà quý vị làm như những gì mà em nói đó, đến nấu cơm đãi khách cho mỗi người ai cũng có miếng ăn đó, mà không cần phải chùa to chùa lớn, đơn giản như miền Tây của mình, thì đâu có chuyện gì để xảy ra, đâu có ai để mà để phản kháng phản ứng nó nhiệt quyết như vậy. Thì nói chung là do mình thôi à, chứ không phải là cái gì hết, mình không có quơ đũa có nắm được. Nam Mô A Di Đà Phật.